Tôi thực sự là quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là với tuổi này. Đã rất nhiều lần là tôi không tìm ra nguyên nhân tại sao tôi bị huyết áp cao. Thì thực sự sau đấy thì bác sĩ kết luận rằng là tôi bị gen di truyền từ mẹ. Và thực sự thì mẹ tôi cũng mất về cái bệnh này. Mẹ tôi mất cũng gần được 30 năm rồi. Và khi bố của mình cũng bị mất, cũng vì lý do là huyết áp và đường cao, cho nên là khi mình lớn tuổi thì những cái đấy mình nhìn thấy nó rất là đau lòng. Khi đầu tư tôi chỉ nghĩ đến bố mẹ mình và nghĩ đến chính mình. Tôi thích là những người mà chia sẻ và thích lan tỏa những cái điều mà nó liên quan đến cái sức khỏe, để chúng ta sống không phải là sống thọ bao nhiêu năm, mà chúng ta sống những ngày còn sống nó phải khỏe, và chúng ta phải có một cái tinh thần rất là sảng khoái. Tôi muốn điều đấy và sẽ đầu tư cho bạn đó. Con người của em, chị tin nó là sự thật. Thôi thì mình cứ cảm tính trước đã rồi chị phải trải nghiệm, đúng không? Dạ. Chị trả em là 4 tỷ 36%. Và chị muốn vào để mà đi đường dài với em, để phát triển thực sự, nếu nó có hiệu quả đúng như những gì em nói. Dạ. Thì chị muốn đem đến những cái lợi ích giá trị cho người Việt. Có thể cắt xác sẽ là 36%, nhưng em xin phép là sau 2 năm em xin phép mua lại cái phần dôi lên 6% với giá gấp đôi được không ạ? Ok. Em chưa hỏi chị. Đồng ý. Dạ vâng, vâng, em cảm ơn cắt xác. Vâng. Okay. Em cảm ơn cắt xác. Em cảm ơn Sally. Dạ vâng, chúc mừng bạn. Có một chút gì đó rất là ích kỷ, là muốn khi mà mình bất cứ mình làm cái gì đấy, tôi thường nghĩ đến người thân của mình, từ bố mẹ đến chồng con, tôi đều hướng tới. Và sau đó thì tôi muốn lan tỏa đến những cái điều mà chính mình đã được tận mắt chứng kiến người thân của mình mà mình không thể cứu được. Mình phải chăm sóc cái sức khỏe ngay từ khi mình còn rất khỏe, chứ không phải là khi mình bị bệnh rồi mình mới phải bỏ tiền ra để mình chữa bệnh. Cái đó cái mà chúng ta đang bị sai lầm trong cuộc sống. Mình cày, mình làm rất là nhiều tiền, nhưng đến khi tiền không thể mua được cái sức khỏe. Như tôi chẳng hạn, bây giờ tôi có điều kiện, tôi không thể làm cho mẹ mình sống lại được. Chính như cái điều đấy tôi muốn cảnh báo cho tất cả chúng ta. Cuộc sống nó là hữu hạn. Chúng ta hãy làm việc thật, sống nó phải có ý nghĩa, và nó phải sống phải có giá trị. Mình để lại một cái gì đấy cho những thế hệ sau, mình để lại cái gì đấy cho thành tựu, để cho giá trị. Chứ không phải chúng ta kiếm thật đầy nhiều tiền để chúng ta trở thành một ai đó. Đây là không phải tiêu chí của tôi.